Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mầm Vlog sẽ chia sẻ cho các bạn về cách bấm ngọn bí đỏ cho siêu ngọn để nhánh nhiều. Ngọn bí là loại rau rất phổ biến ở Việt Nam và thường được trồng ở các vùng quê để làm thực phẩm cho gia đình. Hiện nay nhu cầu về rau sạch ngày càng tăng cao nên rau bí ăn ngọn được trồng ở mọi nơi và để cây bí cho nhiều ngọn không phải ai cũng biết. Vấn đề là trồng bí đỏ lấy ngọn như thế nào để đạt sản lượng ngọn bí cao nhất, ngọn mập và đẹp. Hãy cùng Ươm Mầm Vlog chia sẻ bí quyết để bí siêu ngọn. Khi dây bí trên dưới 1 mét thì cho dây bí bò về cùng một hướng, không nên để dây bí bò chồng chéo lên nhau, đối đầu lên nhau gây cuộn ngọn. Như vậy sẽ khiến bạn thu hoạch khó, đồng thời dây bí và ngọn bí cũng khó phát triển, ngọn không mập và không đồng đều. Vì mục đích là trồng để lấy ngọn nên bắt buộc các bạn phải bấm ngọn để bí có thể đẻ ra nhiều nhánh nhỏ hơn. Về cách bấm ngọn, khi dây bí bắt đầu bò lên mặt đất và bám rễ tầm 70 đến hơn 1 mét thì tiến hành bấm ngọn. Dùng dao hoặc kéo cắt phần ngọn của dây bí tầm 25 cm, hoặc có thể cắt đến phần đốt thứ 3 tính từ phần ngọn. Lưu ý không nên cắt phần ngọn non quá vì phần ngọn này không đủ lực để cây đẻ thêm nhánh. Đồng thời, phần cắt cách phần lách lá khoảng 1 cm để không ảnh hưởng đến phần dây bí cũng như là phần chồi ở lách lá tiếp theo. Sau khi cắt dây bí thì dây sẽ cho ra nhiều nhánh nhỏ. Sau thời gian thì bạn có thể thu hoạch được ngọn bí. Trên đây tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cách bấm ngọn bí đỏ cho siêu ngọn để nhánh nhiều. Chúc các bạn có vườn rau bí siêu ngọn và xanh tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.